kiểu vậy đó, đúng không? Rồi, 1, 2, 3. Để tay như này này. Để đánh mỗi không? Đây, 1, 2, 3. Để tay như này, để tay chéo chéo như này. Tay này, vậy. Ừ, tay này là cái này, còn cái này thì đánh tới 2 hết. Bỏ cái này thôi. Ừ, 2, 3, 4. Đánh cái này rồi. Cái này là 2, 4 nha. 2, 4. Chỉ còn nghe nhịp thôi. Ủa anh hỏi gì vậy? Mình có biết chơi một hai loại nhạc cụ gì đó mà chưa bao giờ đụng đến trống. Mà trống thì nó đúng là nó khác những cái khác, là nó không có nốt, nhưng mà nó có nhịp và nó làm cho cái bài hát nó dày lên rất là nhiều và nghe đã hơn rất là nhiều. Cho nên mình cũng muốn thử với lại cái người đánh trống đó là nhìn rất là cool nhau. Dạ nếu như cho phép thì con sẽ ráng học môn này để con được giỏi lên. Dạ xong rồi. Tại vì con thấy con đẹp trai mà trống thì cũng giống đẹp trai giống con. Cảm ơn mấy má. Mặt con như cái mặt trống vậy đó.